Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Basic Grammar của Anh Ngữ Jim. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cách dùng, cấu trúc cũng như dấu hiệu nhận biết của thì tương lai gần nhé. Trước tiên, về cách dùng, thì này sẽ thường diễn tả một dự định tương lai đã được lên kế hoạch trước. Ví dụ, I'm going to buy a new car next month, tức là tôi sẽ mua một chiếc xe mới vào tháng tới. Ngoài ra, thì tương lai gần cũng được dùng để diễn tả một dự đoán có căn cứ, có dẫn chứng cụ thể. Ví dụ, look at those dark clouds, it is going to rain. Tức là hãy nhìn những đám mây đen kìa, sắp mưa rồi. Trong ví dụ này thì việc dự đoán trời mưa là có căn cứ, do người nói đã thấy mây đen. Ngoài ra, các bạn cũng cần phân biệt thì tương lai đơn và thì tương lai gần, do hai thì này đều dùng để diễn tả một dự định trong tương lai hoặc một tiên đoán. Tuy nhiên, trước tiên các bạn cần lưu ý khi diễn tả dự định, thì tương lai đơn sẽ mô tả một quyết định được thực hiện bất chợt, ngay trong lúc nói. Trong khi thì tương lai gần thì lại diễn tả một quyết định có kế hoạch, không phải tự phát. Ví dụ, câu với thì tương lai đơn là I really miss my grandparents. I will visit them tomorrow. Tức là tôi rất nhớ ông bà của tôi sẽ đến thăm họ vào ngày mai. Còn câu với thì tương lai gần là I'm going to visit my grandparents next week. Tức là tôi sẽ đến thăm ông bà của tôi vào tuần tới. Như các bạn thấy, cả hai câu đều diễn tả dự định tới thăm ông bà. Tuy nhiên câu thứ nhất ở thì tương lai đơn là một quyết định xảy ra ngay tại thời điểm nói, do bạn này đột nhiên thấy nhớ ông bà. Còn câu thứ hai ở thì tương lai gần cho thấy bạn này đã lên kế hoạch thăm ông bà từ trước. Ngoài ra, hai thì này đều dùng để diễn tả dự đoán, nhưng trong khi thì tương lai đơn thường diễn tả các dự đoán không có dẫn chứng cụ thể, thì tương lai gần lại mô tả những dự đoán có căn cứ. Ví dụ, câu với thì tương lai đơn là Good luck, I think your team will win the game. Tức là chúc may mắn, tôi nghĩ rằng đội của bạn sẽ giành chiến thắng trong trò chơi. Còn câu với thì tương lai gần là You have the best players, your team is going to win the game. Tức là các bạn có những người chơi tốt nhất, đội của bạn sẽ giành chiến thắng trong trò chơi. Trong câu thứ nhất, ở thì tương lai đơn, người nói chỉ đơn thuần là đưa ra một lời động viên và phỏng đoán không có căn cứ. Thì sang đến câu thứ hai, ở thì tương lai gần, dự đoán chiến thắng của người nói đã dựa trên dẫn chứng cụ thể là đội có những người chơi tốt nhất. Vậy là ta đã hiểu được cách dùng của thì này, giờ chuyển qua phần cấu trúc nhé. Đầu tiên, ta sẽ có cấu trúc câu khẳng định là chủ ngữ cộng am, is, are cộng going to cộng với verb nguyên thể. Trong đó thì am, is, are sẽ được chia theo các chủ ngữ tương ứng. Ví dụ, I'm going to find a new place to live next month. Tức là tôi sẽ tìm một nơi ở mới vào tháng tới. Ở dạng phủ định thì ta chỉ cần thêm not vào sau to be, thì cấu trúc câu sẽ là chủ ngữ cộng am, is, are cộng not cộng going to cộng verb nguyên thể. Tương tự thì am not không có dạng viết tắt, còn is not hay là are not thì có thể viết tắt thành isn't hay là aren't nhé. Ví dụ, he isn't going to attend the class tomorrow. Tức là anh ấy sẽ không tham dự lớp học vào ngày mai. Sang đến câu nghi vấn thì ta chỉ cần đảo to be lên đầu. Cấu trúc câu hỏi sẽ là am, is, are cộng chủ ngữ cộng going to cộng verb nguyên thể. Ví dụ, are they going to see a movie tonight? Tức là họ sẽ xem phim tối nay à? Vậy là ta đã đi qua phần cấu trúc. Tiếp theo sẽ đến với dấu hiệu nhận biết thì tương lai gần. Thì này cũng được dùng với các trạng từ chỉ thời gian trong tương lai, giống như thì tương lai đơn, nhưng nó thể hiện một dự định đã được lên kế hoạch trước hay là dự đoán với những dẫn chứng cụ thể. Các trạng từ thời gian có thể kể đến như tomorrow, next day hay là next week, hay là in cộng với thời gian là trong bao lâu nữa, như là in 45 minutes, tức là trong 45 phút nữa. Vậy là trong video này chúng ta đã nắm được cách sử dụng thì tương lai gần. Nếu thích video này thì các bạn đừng quên like, subscribe kênh YouTube của Jim và ấn nút chuông để không bỏ lỡ các video sau trong series Basic Grammar của Anh Ngữ Jim nhé. See you soon!